Xin kính chào quý ông bà và anh chị em cũng như quý vị khán thính giả trong Chúa Kitô Phục Sinh. Trong Chúa Nhật tuần trước, Chúa Nhật thứ nhất Phục Sinh, Hội Thánh đã công bố cho chúng ta tin mừng, đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 20 câu 1 tới câu 9. Ở đó nội dung nói về cái sự kiện vào buổi sáng sớm ngày Phục Sinh thì những môn đệ của Đức Giêsu đã thấy và đã chứng kiến các chứng cớ về mầu nhiệm phục sinh đó là ngôi mộ trống những băng vải liệm và nhất là kinh thánh và với cao điểm là cái niềm xác tín lòng tin của người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến trong Chúa Nhật thứ hai mùa phục sinh hôm nay, Hội Thánh tiếp tục công bố cho chúng ta tin mừng theo thánh Gioan đoạn tin mừng ở chương 20 câu 19 tới 31. Và nội dung ở đây nói về cái biến cố vào buổi chiều ngày phục sinh thì chính Đức Giêsu Kitô đấng phục sinh đến và ở giữa các môn đệ xét như là một cộng đoàn đức tin tràn đầy niềm vui vì được thấy Chúa à, Cộng đoàn này bây giờ được chính Chúa Phục sinh trao ban bình an để trao bình an ban thần khí và sai đi loan báo tin mừng cứu độ cho thế giới và cao điểm của bài tin mừng hôm nay đấy là cái niềm sắc tín lòng tin của tông đồ Tôma. tông đồ Tôma sắc tín và tuyên xưng lòng tin lạy chúa của con lạy thiên chúa của con Tất cả những điều mà Đức Giêsu Kitô phục sinh, trao ban và truyền lệnh cho các môn đệ năm xưa thì ngày nay người cũng trao ban cho cộng đoàn hội thánh. Và niềm xác tín của tông đồ Tôma khi xưa cũng là cái niềm xác tín đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Trước hết chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe bài tin mừng hôm nay. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa người lại nói với các ông bình an cho anh em như chúa cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo anh em hãy nhận lấy thánh thần anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ một người trong nhóm 12, tên là tôma cũng gọi là đi đi mô không ở với các ông khi đức giêsu đến các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô Ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Ông Tô Ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo, vì đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Vâng thưa quý ông bà anh chị em và quý vị khán giả, trong cái phần giải thích và suy niệm bản văn uh, tin mừng hôm nay thì chúng ta uh, cùng nhau tìm hiểu hai phần Tôi đề nghị là chúng ta tìm hiểu hai phần chính cái thứ nhất là uh, để hiểu được cái bài tin mừng hôm nay trong cái bối cảnh của uh, tin mừng theo thánh gioan chương 20 uh, trước hết chúng ta sẽ dừng lại để xét về cái cấu trúc tổng thể của tin mừng doan chương 20 câu uh, 1 tới câu 31 mươi À, và phần thứ hai là chúng ta sẽ uh, dừng lại ở đoạn tin mừng Doan chương 20 uh, câu uh, 24 tới câu 29 uh, Tức là nói về chính tông đồ Tô-ma Thứ nhất, xét về uh, cấu trúc tổng thể của tin mừng uh, Doan chương 20 câu 1 tới 31 thì chúng ta thấy là có một cái cấu trúc, người ta gọi là cái cấu trúc uh, quy tâm ừ. trong cái tiếng anh nó gọi là chiastic structure thì cấu trúc quy tâm này để mà làm nổi bật lên uh, năm cái thời điểm của đức tin uh, trong ngày phục sinh ừ. anh chị em nhìn lên cái cấu trúc của uh, tin mừng doan chương 20 này thì sẽ thấy cái thứ nhất đấy là a tức là doan chương 20 câu 1 tới câu 10 nói về cái đức tin qua các chứng cớ xác thực rồi tới B Doan chương 20 câu 11 tới 18 thì nói về cái đức tin đích thân của Maria Magdala và điểm trung tâm của uh, tin mừng Doan chương 20 đó là Câu 19 đến câu 23 là nói về việc chính chúa phục sinh đến và ở giữa các môn đệ rồi sau đó chúng ta thấy cái b phẩy à, tức là tương đương với câu chương à, 20 câu 11 tới 18 đó là ở câu 24 tới 29A nói về cái đích thân về cái đức tin đích thân của tông đồ toma Tô và cũng gọi là đi mô và cuối cùng thì cái a phải à, tương đương với a ở trên à, là Doan chương 20 câu 29b tới câu 31 thì nói về cái đức tin qua các chứng cớ xác thực thế quan sát vào trong cái cấu trúc này thì và chúng ta đọc trong cả tin mừng do An chương 20 đấy thì chúng ta sẽ thấy một cái điều rất là ý nghĩa à, cái trung tâm của bài tin mừng của tin mừng chương 20 này đấy là nói về chính việc Đức Giêsu đến và ở giữa các môn đệ. Tức là cái phần C từ câu 19 tới câu 23 và đây là một cái điểm một cái trung tâm và là một điểm vô cùng quan trọng. Bởi vì chính Đức Giêsu đứng phục sinh hiện ra cho các tông đồ xét như là một cộng đoàn đức tin và là một cộng đoàn chứng tá sống động của đấng phục sinh. Và chúng ta quan sát thì ở trên đó phần AB đó cái phần A thì nói về cái chứng cớ của uh, niềm tin vào phục sinh. Như tuần trước chúng ta đã xét tới, đấy là chỉ ngang qua ngôi mộ trống, ngang qua các uh, giải vải băng vải liệm mà vẫn còn xếp nguyên vẹn. Rồi ngang qua chính kinh thánh người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến đã thấy và đã tin. Và các ông nhớ lại rằng theo lời kinh thánh thì Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết và đấy là cái chứng cứ mặc dù chưa gặp đấng phục sinh nhưng mà qua các chứng cứ đó thì những người môn đệ đầu tiên như là Maria Magdala, như là Phêrô, như là Gioan, người môn đệ yêu mến có thể nói thế đã tin vào mầu nhiệm phục sinh. Và đấy là đức tin ngang qua các chứng cớ còn để lạ. Và B tức là từ chương 20 câu 11 tới câu 18 đó chúng ta thấy đích thân bà Maria Magdala gặp gỡ đấng phục sinh và chính khi mà đấng phục sinh hiện ra nói chuyện với bà và chỉ khi Đức Giêsu đấng phục sinh để gọi đích tên bà thì bà đã nhận ra đấng mà đang nói chuyện với bà đấy chính là thầy của mình Rabuni thưa thầy lại thầy cho nên đây là một cái bằng cớ để nói cho chúng ta về cái kinh nghiệm đích thân gặp gỡ của người môn đệ Đức Giêsu ở trong tư cách là người nữ môn đệ như là Maria Magdala. Rồi cái điểm C ở trung tâm đấy, chính Đức Giêsu phục sinh ngài hiện ra với các môn đệ và ở giữa các môn đệ. Và trong đó chúng ta thấy rất tuy là ngắn gọn nhưng mà những cái điểm rất là quan trọng trong cái màu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu Kitô và do đó cũng là cái căn tính của Đức Giêsu Kitô và do đó cũng là căn tính của các tông đồ của những người môn đệ Đức Giêsu, căn tính của hội thánh. Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và trao ban bình an. À, rồi cái hành động ngài thổi hơi vào các tông đồ và các môn đệ và ngài đó hãy nhận lấy thánh thần nghĩa là bây giờ nơi Đức Giêsu Kitô đứng phục sinh đấy, cuộc tạo thành mới đã được thực hiện và cũng nơi Chúa Kitô phục sinh này thì ngài trao ban sứ vụ cho các môn đệ và do đó là cho cả hội thánh để ra đi loan báo tin mừng cứu độ cho toàn thế giới. Đó là cái điểm trung tâm của tin mừng hôm nay. À, rồi chúng ta lại thấy ở phần B phẩy tức là đoạn chương 20 câu 24 tới 29a nói tới cái đức tin đích thân của Thomas -đi 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 mô tương đương với lại cái cuộc gặp gỡ của bà Maria Magdala chính đích thân bà Maria Magdala đã gặp gỡ Đức Giêsu và đã xác nhận và đã tuyên tín thì bây giờ cũng vậy Thomas trong tư cách là một tông đồ và cũng trong tư cách là chứng nhân sống động thì cần được một cái sự chứng thực gặp gỡ chính đứng phục sinh và cái phần cuối cùng à phải là nói về cái đức tin qua các chứng cớ tức là nói tới chính cái đức tin của các thế hệ Kitô hữu sau này những người này những người tin Kitô hữu sau này như chúng ta chẳng hạn không có cái cơ hội không có cơ may gặp trực diện đức Đức Giêsu đứng phục sinh nhưng mà ngang qua các chứng cớ như là kinh thánh để là như là các chứng cớ của các tông đồ đã gặp gỡ Đức Giêsu Kitô như là chứng cớ đã được truyền lại cho chúng ta ngang qua hội thánh và bây giờ ngang qua chính các chứng cớ đó mà chúng ta lại đi đến để tin nhận vào Đức Giêsu Kitô đấng phục sinh. Và chính ở điểm này mà Đức Giêsu khi nói với tông đồ Tôma thì cũng là nói với mỗi một người tin chúng ta bây giờ. Phúc thay ai không thấy mà tin. Bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu một cách chi tiết hơn ở trong Doan chương 20, câu 24 tới 29, tức là nói về chính tông đồ Thomas, Tô Du Mô, cái niềm tin xác thực hay là cái kinh nghiệm đức tin đích thân của Thomas. Câu 24 chúng ta đọc được thế này. Một người trong nhóm 12 tên là Thomas cũng gọi là Didimo không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Chúng ta biết là trong tin mừng theo Thánh Gioan thì tông đồ Thomas Tô trước biến cố này tức là biến cố Đức Giêsu hiện ra đến và ở giữa các môn đệ đó, thì tông đồ Thomas Tô đã được nhắc đến hai lần như là ở trong gian chương 11 câu 16 tức là cái biến cố Đức Giêsu làm cho ông Lazaro được sống lại từ cõi chết và khi mà Đức Giêsu nghe tin thì Đức Giêsu nói với các tông đồ là chúng ta hãy đi đến để mà đánh thức Lazaro trỗi dậy thì lúc đấy Thomas đã nói tới nói nói phát biểu là cả chúng ta nữa chúng ta hãy đi để cùng chết với người. Được. Tô mà đã nói như thế. Rồi ở trong tin mừng gian chương 14 câu 5. Ừ. Khi Đức Giêsu nói về eh, nơi Ngài sẽ đi và nơi Ngài sẽ đến. Ừ. Và Đức Giêsu nói rằng nơi Ngài đi, Ngài đến thì các tông đồ cũng sẽ đi và đến ở với Ngài. Và thế tôi mà nói Lạy Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu thì làm sao biết được đường? Câu phát biểu rất quan trọng của Tô Ma ở đây và chính nhờ cái câu phát biểu này, câu hỏi này mà Đức Giêsu đã tỏ lộ ra cái căn tính của Ngài. Thầy là đường, chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống và không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy thưa quý ông bà anh chị em cả hai lần phát biểu của tông đồ tô ma này đều rất quan trọng quan trọng là bởi vì liên quan tới chính căn tính của đức giêsu kitô trong sự chết và sống lại của ngài trong cái dấu lạ mà ngài làm cho là gia rô trỗi dậy và trong cái căn tính đứng cứu độ duy nhất của Đức Giêsu Kitô chỉ có duy Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa lời hằng sống mới mang lại mới đem đến ơn cứu độ sự sống đời đời cho nhân loại này ừ. nhưng mà chúng ta thấy là ở cái trong cái biến cố quyết định này thì tức là Chúa Giêsu phục sinh ấy, hiện đến với tất cả các môn đệ ấy. như được nói tới ở trong Gioan chương 20 câu 19 tới 23 đấy ở à, biến, biến cố trung tâm của cái tin mừng Gioan chương 20 này thì Tôma lại vắng mặt à, Tôma lại vắng mặt có lẽ ông vẫn còn sợ và đang lẩn trốn ở đâu đó quanh thành Jerusalem và sau khi thầy Giêsu bị bắt và bị đóng đinh thập giá. Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhớ rằng là tất cả các môn đệ đều sợ hãi và bỏ trốn. Tất cả các môn đệ đều sợ hãi và bỏ trốn chứ không chỉ riêng tôi mà. Điều này thì các tác giả tin mừng đều nói đến cái sự kiện này Ví dụ như trong Tin mừng Cô chương 14 câu 50 chẳng hạn. Khi mà Đức Giêsu bị bắt thì lúc đấy các môn đệ đều bỏ người mà chạy trốn hết. Hay trong Tin mừng Gioan chương 16 câu 32, tức là trong cái diễn từ ly biệt của Đức Giêsu với các môn đệ trong bữa tiệc ly, thì ngài đã nói tới. Tới lúc mà anh em sẽ bỏ thầy một mình và anh em sẽ phân bị phân tán mỗi người mỗi ngả. Tuy nhiên Đức Giêsu thì Ngài cũng nói ngay ngài, ngài không bị cô độc, không bị đơn độc bởi vì có Chúa Cha cùng ở với ngài. Nhưng mà rõ ràng là cái sự kiện mà các tông đồ sợ hãi bỏ trốn, bỏ chạy thì các tác giả Tin mừng, cả bốn tác giả sách Tin mừng đều nói tới sự kiện này. Và chúng ta thấy ông Thomas, tông đồ Thomas được gọi là Didymos. Ừ. Ở đây tác giả giải thích thêm được gọi là Didimo có nghĩa là sinh đôi. Cái uh, Didimos uh, có nghĩa là sinh đôi uh, chắc là cái nghĩa tên của ông trong tiếng Do Thái, trong tiếng Hebrew. Trong tiếng Hebrew là Taom uh, có nghĩa là sinh đôi vấn đề đặt ra là vậy thì ai là người anh em hay là người chị em sinh đôi của Thomas? À, chúng ta thấy trong tin mừng của thánh Marco, à, xin lỗi của thánh Gioan đấy, ngài vẫn luôn để thêm một cái tên đệm vào đó, Thomas gọi là Dudimo, nghĩa là sinh đôi. À, nhưng mà sinh đôi này thì ai là người anh em hay là người chị em của Thomas? Ở à, đây cũng là điều mà ý nghĩa biểu tượng của tin mừng theo tác giả Gioan. À, cho chúng ta thấy có lẽ người anh em sinh đôi hay người chị em sinh đôi đây bây giờ lại là mỗi một người tô hữu chúng ta bây giờ. Câu 25. Các quân đệ khác nói với ông, "Chúng tôi đã được thấy Chúa ông Tôma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người tôi chẳng có tin thế cái từ sự đòi hỏi phải thấy được này của thomas cho nên ông thường bị coi là kẻ cứng tin cứng tin như thomas chúng ta hay, hay nói thế Tuy nhiên thì Thomas có phải là một vị tông đồ cứng tin hay không? Chúng ta cần phải tìm hiểu và suy xét kỹ càng ở đây. Trước tiên chúng ta đừng quên rằng chúng ta đừng quên nhờ những phát biểu của tông đồ Thomas Tô đấy mà chúng ta trong tư cách là những người tin đã nhận rõ được căn tính của Chúa Kitô như chúng ta đã nói. Và chính nhờ các cái phát biểu của Thomas đấy mà cái căn tính của mỗi một người Kitô hữu chúng ta được xác định được nhận diện. Thế khi các môn đề khác kể lại đấy là chúng tôi đã được thấy Chúa. Có lẽ ông Thomas cho rằng là họ đã thấy ma. Khi nói điều này thì không phải là không có lý do. Bởi vì như chúng ta biết trước đấy tức là trước biến cố phục sinh, trước biến cố khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô thì các môn đệ đã từng lầm tưởng Đức Giêsu là ma. Anh chị em có thể đọc được ở trong Tin mừng mắt theo chương 14 câu 26, tức là trong cái biến cố trong cái sự kiện nói về việc Đức Giêsu đi trên mặt biển trong buổi tối thì khi các ông thấy bóng dáng của Đức Giêsu đi trên mặt biển thì Tin mừng Matthew nói thấy người đi trên mặt biển các ông hoảng hốt bảo nhau "Ma đây?" và sợ hãi la lên. Điều này cũng được nhắc tới ở trong Tin mừng Marco chương 6 câu 49 hay Tin mừng của Gioan chương 6 câu 19 cũng là cái biến cố Đức Giêsu đi trên mặt biển. À, tuy nhiên ở đấy thì tác giả Marco hay tác giả Giao An không nói tới việc là không nói là ma đấy nhưng mà nói tới một cái sự hoảng hốt sợ hãi kinh hoàng hơn nữa trong biên quốc phục sinh này thì chúng ta thấy là tác giả Tin mừng Luca đó thuật lại là khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra và đứng giữa các môn đệ thì các ông kinh hồn bạt vía tưởng là thấy ma à, và khi đó thì Đức Giêsu đã phải trấn an bằng cách là cho các ông xem tay và chân của người. Phương và bà anh chị em để ý cái chi tiết ở đây là Đức Giêsu cho các ông xem tay và chân của người. Ở trong khi đó trong tin mừng do an như chúng ta đọc hôm nay thì là Đức Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn chắc là có những cái ý nghĩa của nó và chúng ta sẽ tìm hiểu thế đồng thời khi mà trong tin mừng Luca Đức Giêsu sau khi đã cho các ông xem tay chân của người thì người bảo các ông dọn bàn dọn bàn ăn và chính người đã ăn trước mắt các ông cho nên chúng ta thấy ở đây khi mà Thomas chưa đích thân gặp đấng phục sinh thì ông chưa thể nào đi đến cái xác tín cá nhân được cho nên ông ấy cần được gọi là phải thấy được cái dấu thấy được bàn tay của Đức Giêsu đặt tay vào cái lỗ dấu đinh của ngã đặt tay vào cạnh sườn của ngã xét về cái sự cứng lòng tin thì chúng ta thấy là tất cả các môn đệ đều chung cùng một thuyền tức là trước biến cố Đức Giêsu sống lại Đức Giêsu phục sinh ấy thì tất cả các tông đồ tất cả các môn đệ không phải dễ dàng để mà đón nhận ngay lập tức về niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Thật vậy thì các tác giả tin mừng và nhất là tác giả tin mừng Marco kể lại rằng là dù bà Maria Magdala đấy đã thấy, đã gặp gỡ đứng phục sinh và được đứng phục sinh sai về báo cho các môn đệ của Ngài là Ngài đã sống lại. Nhưng mà khi bà Maria báo tin thì các ông không tin. Rồi hai người môn đệ trên đường đi về quê cũng gặp gỡ đấng phục sinh. Và khi các ông ấy trở lại báo tin là chỗ đó sống lại. Và các môn đệ cũng chẳng tin các ông ấy. Thì được nói tới ở trong tin mừng cô chương 16 câu 9 tới câu 13. Và sau cùng thì chính Đức Giêsu đã đến, đã hiện ra và Ngài khiển trách các môn đệ vì họ cứng lòng và không chịu tin vào các chứng nhân đã thấy người. Ừ. Còn trong uh, tác giả tin mừng Luca còn đi xa hơn uh, khi nói rằng là các môn đệ uh, uh, các, uh, các, người phụ nữ đấy về thuật lại chuyện là uh, Chúa đã sống lại Và đã thấy Chúa đã gặp nhưng mà các môn đệ và cho các bà vừa cái chuyện các bà vừa kể đấy là cái chuyện vớ vẩn <laughs> nên uh, chẳng tin các bà được. Rồi cả trong tin mừng Matthew, tác giả tin mừng Matthew thì thuật lại khi Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ của người ở Galilee trên một ngọn núi cao đấy. Khi Ngài xuất hiện và khi thấy người, các ông bái lại. Nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Tin mừng mắt theo chương 28 của 17 nói tới điều đó. Như thế thì thưa quý ông bà và anh chị em, Ờ, rõ ràng là đứng trước biến cố phục sinh thì các tông đồ không phải dễ dàng đón nhận ngay lập tức. Ừ, không phải dễ dàng đón nhận ngay lập tức. Có lẽ các ông cũng cần phải đòi hỏi một lý chứng mạnh mẽ và xác thực như Tôma hôm nay. Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người tôi chẳng có tin. Thế điều mà tông đồ Tô Ma đòi hỏi thì trước đó Đức Giêsu Kitô đấng phục sinh đã tỏ lộ cho các môn đệ. Thật vậy, tác giả Tin mừng Gioan đã kể lại câu 19 tiếp theo, đoạn trung tâm của Tin mừng Gioan chương 20 này. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người do thả và đức giêsu đến đứng giữa các ông và nói bình an cho anh em và nói xong người cho các ông xem tay và cạnh sườn các môn đệ vui mừng vì được thấy chúa người lại nói với các ông bình an cho anh em như chúa cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em và nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo Anh em hãy nhận lấy thánh thần Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ Ở đây chúng ta dừng lại ở một cái điểm để cần đào sâu hơn. Đấy là Tại sao Đức Giêsu phục sinh lại cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn? Và ông tô lại đòi hỏi là thấy được dấu đinh ở tay, sỏ ngón tay của ông vào lỗ đinh của Đức Giêsu và đặt bàn tay vào cạnh sườn Đức Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến bàn tay hay là cánh tay trong kinh thánh thì luôn luôn ám chỉ đến sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Nên khi nói tới bàn tay hay cánh tay mà được áp dụng cho Thiên Chúa thì luôn luôn nói tới sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng trong công trình sáng tạo và sức mạnh trong công trình cứu độ. Vậy anh chị em có thể đọc ở trong Thánh Vịnh 8 Thánh vịnh số 8 nói về cái oai phong của Đức Chúa và phẩm giá con người. Trong thánh vịnh số 8 nói thế này. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài. Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Cho nên bàn tay, cánh tay nói tới quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời Hay trong bài ca Chiến Thắng Khi Đức Chúa giải thoát dân Israel khỏi đất Ai Cập Khỏi ách nô lệ Ai Cập Bài ca mà chúng ta hát một cách rất hùng hồn Trong đêm vọng phục sinh Sau bài đọc thứ hai, bài Chính sách xuất hành Nói về việc Thiên Chúa giải thoát dân Khỏi ách nô lệ Ai Cập Và ngang qua biển đỏ mà đi vào trong miền đất tự do Đó trong cái bài ca đấy mà toàn thể con cái Israel cùng với ông Môse và bà Maria đấy vui mừng nhảy múa mà mà ca vang cái sức mạnh giải thoát của Thiên Chúa ở trong đó có đoạn nói thế này ai trong bậc thần minh được như ngài lạy Chúa ai sánh được như ngài đứng rạng người thánh thiện lập chiến công khủng khiếp làm nên việc diệu kỳ tay hữu ngài dơ lên đất rẽ ra nuốt chúng. Còn dân đã chuộc về, Ngài yêu thương dìu dắt lấy quyền lực dẫn đưa tới đất thiêng ngài ngự. Ngài cho dân tiến vào định cư họ trên núi, núi gia nghiệp của Ngài. Lạy Chúa chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở và đây cũng là đền thánh tự tay Ngài lập nên. Chúng ta đọc được ở trong xuất hành chương 15, câu 11, câu 13 và câu 17 điều này. Cho nên chúng ta thấy khi mà nói tới trong nhất là trong Kinh Thánh Cựu Ước khi nói tới bàn tay hay cánh tay uy dũng của Thiên Chúa, cánh tay bàn tay của đấng sáng tạo và của đấng cứu chuộc Của đấng gìn giữ dân của Ngài. Hay chúng ta đọc được ở trong chính tin mừng của Thánh Gioan. Và trong tin mừng Thánh Gioan cũng nhiều lần nói về ý nghĩa này ý nghĩa sức mạnh và quyền năng chẳng hạn như trong Doan chương 3 câu 35 tức là trong cái lời chứng của ông Doan Tây giả nói về Chúa Giêsu đấng Messiah đấng phải đến Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người quyền năng của Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa lại được giao vào trong tay của Đức Giêsu. Hay là trong gian chương 10 câu 28 tới 30. Trong gian chương 10 nói về hình ảnh Đức Giêsu Kitô chính là mục tử tốt lành, mục tử đẹp, mục tử tốt lành. Mục tử biết các chiên của người và các chiên của người biết người. Trong gian chương 10 câu 28 đến câu 30 và Đức Giêsu ngài đã nói: Tôi ban cho chúng sự sống, à, tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi đứng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả và không ai cướp được chúng khỏi tay chúa cha. Tôi và cha tôi là một. cũng trong tin mừng của Thánh Gió một cách đặc biệt cái quyền năng giải thoát này lại được gắn liền với hành động yêu thương của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô trong bữa tiệc ly với các môn đệ. Quyên bảo anh chị em để ý cái điều mà tác giả tin mừng Doan viết. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, người đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Doan chương 13 câu 3 tới câu 5 Thưa anh chị em như vậy thì Bây giờ cái quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa Lại được thể hiện một cách rất cụ thể Nơi Đức Giêsu Kitô Trong hành động phục vụ của Ngài Một vị Thiên Chúa quyền năng sáng tạo đấy Bây giờ được cụ thể hóa nơi hành động của Đức Giêsu Như thể Ngài cúi mình xuống yêu thương và phục vụ nhân loại chúng ta bằng những cử chỉ rất cụ thể và rõ ràng. Và như vậy thì thưa anh chị em, khi cho các môn đệ xem tay với dấu đinh còn ở đó, vừa chứng tỏ rằng Đức Giêsu đã phục sinh, chính Đức Giêsu đó, chính Đức Giêsu Nazareth đã phục sinh, và đấng phục sinh bây giờ lại chính là Thiên Chúa quyền năng trong công trình sáng tạo mới và là Đức Chúa quyền uy trong việc trao ban ơn cứu độ. Cho nên anh chị em, Quyên và anh chị em để ý lại cái điểm trung tâm của đoạn tin mừng hôm nay, chương 20, đoạn trung tâm nói về việc Đức Giêsu ngài hiện ra câu 23 tiếp theo. Nói tới ý nghĩa là Đức Giêsu ngài hiện ra và ngài trao ban bình an. Có ba lần ngài nói tới bình an. Chúc anh em được bình an. Bình an của Đức Giêsu bây giờ là bình an của một Thiên Chúa trong công trình sáng tạo mới. Bình an mà Đức Giêsu trước đó người đã nói Thầy ban cho anh em bình an Không như thế gian ban tặng Bình an của Đấng đã vượt qua sự chết Chiến thắng sự chết Chiến thắng tử thần Chiến thắng tội lỗi Để đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa Bình an muôn thủa của Thiên Chúa đấy Bây giờ được trao ban cho các môn đệ Và sau đó cũng là trao ban cho tất cả những người tin cũng ở trong cái điểm trung tâm của chương 20 này thì chúng ta thấy việc Đức Giêsu đứng phục sinh ngày đến ngày thổi hơi trên các môn đệ. Cái động từ thổi hơi đó là trong tiếng Hy Lạp gọi là enefusen. Mà anh chị em biết động từ này chỉ ở trong cựu ước chỉ xuất hiện có hai lần mà rất đặc biệt. Lần thứ nhất ở trong sáng thế chương 2 câu 7. Khi nói tới việc Thiên Chúa Đức Chúa Tạo dựng con người, Ngài lấy bụi từ đất nặn thành hình con người, nặng thành hình. Và chính Ngài đã enefusezen, Ngài đã thổi hơi vào lỗ mũi thì con người trở thành sinh vật, trở thành trụ sống. À, thì bây giờ Đức Giêsu Kitô trong tư cách là đấng phục sinh, Ngài đến cũng cùng động từ đó Enefusezen, ngay thổi vào các tông đồ và bây giờ có nghĩa là các tông đồ đã được trỗi dậy trong cái sự sống mới của chính Thiên Chúa trao ban nơi Đức Giêsu Kitô. Lần thứ hai ở trong Cựu ước đấy là trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 37 câu 9. Anh chị em đọc trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 37 thì sẽ nói về cái thị kiến của ngôn sứ Ezekiel thấy một cái cái gọi là cánh đồng xương khô. Đó. Tất cả những cái bộ xương khô là mà đã. Nhưng mà ông ấy thấy cái thị kiến là tất cả các cái cơn gió từ bốn phía thổi về đấy. và chính đấy, cái ngọn gió hay là khí đó, cũng cái động từ anepusenen thổi vào các bộ xương khô đó thì bắt đầu các bộ xương khô động đậy và bắt đầu có sự sống. Cho nên thị kiến của Ezekiel đấy bây giờ lại là chính Đức Giêsu Kitô đứng phục sinh trao ban sự sống cho nhân loại đang phải chết chóc, đang phải đối diện với tối tăm, với tội lỗi như thể các bộ xương khô. Và bây giờ gặp gỡ đấng phục sinh thì có sự sống. Và cũng ở trong cái đoạn trung tâm của bài tin của tin mừng Gioan chương 20 đấy, Đức Giêsu nói tới cái quyền tha tội nghĩa là một thiên chúa giải thoát tha thứ tội lỗi, một thiên chúa yêu thương được cụ thể hóa nơi chính Đức Giêsu Kitô. Và bây giờ chính Đức Giêsu Kitô là hiện thân của một thiên chúa đấng yêu mến nhân loại này. Rồi khi Đức Giêsu khi cho thấy cạnh sườn anh chị em biết là cạnh sườn tức là nơi chứa đựng trái tim, gần trái tim. Ừ. Khi cho thấy cạnh sườn thì Đức Giêsu tỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa nơi người cho các môn đệ và do đó cho tất cả những ai tin vào người. Ừ. Chúng ta nhớ lại là cạnh sườn của Đức Giêsu đã được mở ra từ trên thập giá. Các giả tin mừng doan thuật lại Bấy giờ một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Giăng chương 19 câu 34. Với việc mà cạnh sườn Đức Giêsu bị đâm thấu thì dòng máu và nguồn nước sự sống của Thiên Chúa nơi trái tim Đức Giêsu đã được tuôn trào. Để bây giờ dòng máu ấy nguồn nước ấy chảy đến đâu thì có sự sống và sự sống ấy dồi dào dòng máu ấy nguồn nước ấy chảy đến đâu thì có sự sống và có sự sống dồi dào đúng như trong thự kiến của ngôn sứ ezekiel đã thấy một nguồn nước từ bên phải đền thờ chảy ra và nguồn nước đấy chảy đến đâu thì có sự sống đến đó anh chị em có thể đọc được ở trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 47 câu 1 tiếp theo. Thị kiến về nguồn nước chảy ra từ đền thờ. Cho nên bây giờ Đức Giêsu như là đền thờ mới. Đức Giêsu như, như là nơi tuôn trào nguồn sống của Thiên Chúa được trao ban cho nhân loại. Và thưa anh chị em như vậy, Đức Giêsu cho xem cảnh sườn nghĩa là người cho thấy cung lòng yêu thương của Thiên Chúa. Trong tiếng Hy Lạp gọi là kolpos. Compos kolpos là cái cung lòng của Thiên Chúa. Như được nói tới ở trong Doan chương 1 câu 18 hay là chương 13 câu 23. Tức là khi nói tới việc mà người muốn để yêu mến của Chúa Giêsu đấy, tựa vào lòng của Ngài, kolpos. Đức Đức Giêsu cho xem cạnh sườn nghĩa là người cho thấy cung lòng yêu thương của Thiên Chúa đã được mở ra nơi mà ngôi lời tư đời đời đã ở đó. Thật vậy, trong gian chương 1 câu 18 thì tác giả đã nói Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả nhưng con một vốn là thiên chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng chúa cha chính người đã tỏ lộ cho chúng ta biết và vị thiên chúa cha đó chính là thiên chúa đã quá yêu mến thế gian đến đỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời Như vậy thưa quý ông bà và anh chị em Cái uh, chi tiết hay là cái điều mà Thánh Gian thuật lại Đức Giêsu cho xem tay và cạnh sườn Tay và cạnh sườn của đấng phục sinh bây giờ trở thành như dấu chứng căn cước của Chúa Cứu Thế Đấng tỏ lộ hết quyền năng và sức mạnh tình yêu của một vị Thiên Chúa rất độ yêu thương và muốn cứu độ con người. Cho nên chính với ý nghĩa này mà tông đồ Thomas, Tô ông Thomas trong tư cách là tông đồ và cũng là trong tư cách chứng nhân tận mắt của Chúa phục sinh, ông đã muốn được thấy, được thấy dấu đinh ở tay, muốn được xỏ ngón tay vào lỗ đinh và muốn đặt bàn tay vào cạnh sườn Đức Giêsu. Nghĩa là ông muốn được kinh nghiệm đích thân về thầy của mình đấng đã từ cõi chết sống lại và bây giờ chính là đức chúa là thiên chúa của ông là đức chúa cứu độ là thiên chúa sáng tạo là thiên chúa yêu thương và cái đòi hỏi chính đáng này của tông đồ Tô Ma đấy ở trong bản văn uh, uh, tiếng Hi, uh, tiếng uh, giọt uh, tiếng uh, Hy Lạp uh, cũng là cái động từ horao. Trong bài tin mừng chủ nhật tuần trước chúng ta đã tìm hiểu ba cái động từ và động từ uh, horao là động từ của cái thấy mà cái thấy đức tin, cái thấy của chiêm nghiệm, cái thấy luôn mở lòng ra cho mầu nhiệm của thiên Chúa và đón nhận mầu nhiệm đấy trong cuộc đời của mình. Cái động từ ở đây chia ở cái, ở cái thể mong muốn subjunctive tức là khao khát muốn muốn được thấy và chính cái điều mà mong muốn được thấy này của tông đồ Tôma thì đã được Đức Giêsu đáp ứng. Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô Ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô Ma thưa với người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo, vì đã thấy thầy nên anh tin phúc thay những người không thấy mà tin không biết tông đồ tô ma có đặt ngón tay vào dấu đinh ở bàn tay đức Chí Sư hay là đặt tay vào cạnh sườn của người hay không điều đó thì tác giả tin mừng gioan không có đề cập đến không có nói tới. nhưng mà tác giả gioan nói ngay đến đức tin đích thân của Tô mà Đức tin mà khi ông đã thấy đứng phục sinh và đã được đứng phục sinh tỏ cho thấy, cho xem tay và cạnh sườn thì Tô Ma đã thốt lên. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Trong bản văn tiếng Hy Lạp khi nói tới cái câu này là Hô Quý đi ô s Mu, lạy Đức Chúa của con. Hô Theos Mu, lạy Thiên Chúa của con. Chúng ta biết là danh xưng của Thiên Chúa, Hô Quirios, đồng nghĩa với danh xưng của Đức Chúa trong cựu ước, đấy là Yahweh. Và khi gặp từ giáo thì người Do Thái thường đọc là Adonai nghĩa là Đức Chúa. Và khi nói tới danh xưng Đức Chúa hay là Yahweh tức là nói tới một Thiên Chúa đấng cứu độ và tỏ mình ra cho con người. Một Thiên Chúa dính dự với con người, một Thiên Chúa đồng hành với con người, một Thiên Chúa hứa cứu độ con người. Cho nên lạy Đức Chúa của con ở đây có nghĩa là lạy Đức Chúa Đấng cứu độ và tỏ mình ra cho con. Rồi danh xưng trong tiếng Hy Lạp của nó Hoteos. Hoteos là Thiên Chúa. Đồng nghĩa với tiếng Do Thái trong cựu ước đấy là Elohim. Và khi gọi danh Đức Chúa thiên là Thiên Chúa Elohim thì có nghĩa là muốn nói về đấng sáng tạo và gìn giữ con người. Cho nên lạy thiên chúa của con là cái lời tuyên xưng của Tô Ma nói rằng Ngài chính là đứng sáng tạo con. Ngài chính là đứng gìn giữ con. Cho nên lạy đức chúa của con, lạy thiên chúa của con. Ngài là đứng cứu độ và là đứng sáng tạo của con. Và danh xưng Đức Chúa Yahweh Elohim trong cựu ước bây giờ lại được hiện tỏ một cách cụ thể nơi chính Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là đấng Gave và Elohim, Đức Chúa và Thiên Chúa. Cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, ở chính lời tuyên xưng và lòng tin Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô là Yahweh, là Elohim mà chúng ta bây giờ có thể được gọi là người anh em hay người chị em sinh đôi của To-ma đó. Mỗi một người chúng ta khi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thiên Chúa thì đồng thời chúng ta lại cũng đã tuyên xưng lên chính lòng tin, đức tin của tông đồ Tôma. Thành ra qua lời tuyên xưng qua lời tuyên xưng của tông đồ tô ma đức giêsu kitô đã xác nhận lòng tin của tô ma vì đã thấy thầy nên anh tin đồng thời người cũng tuyên bố cái mối phúc cho chúng ta là những người đang tin bây giờ phúc thay những người không thấy mà tin những người không thấy tức là những người không gặp gỡ trực tiếp Đức Giêsu nhưng mà tin vào các chứng nhân và các chứng cớ mà hội thánh truyền lại cho chúng ta. Quả vậy thưa anh chị em chúng ta không có cái cơ hội gặp gỡ Đức Giêsu Kitô một cách trực diện như là Maria Magdala, như là Phêrô, như là Gioan, như là Thomas hay là tất cả các môn đệ tất cả những người cùng thời với Chúa Giêsu và với các môn đệ những người tin vào ngài nhưng bởi chúng ta lại là những người được chúc phúc khi đón nhận và tin vào Đức Giêsu Kitô đấng phục sinh qua những chứng cớ và các chứng nhân sống động của người được truyền lại trong kinh thánh và qua hội thánh Chúa Kitô cho nên chính ở điểm này mà trong cái câu kết của bài Tin mừng hôm nay và cũng là cái câu kết đầu tiên trong toàn bộ Tin mừng của Thánh Gioan, câu 30 tới câu 31 đó, Tác giả Tin mừng Gioan viết thế này. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Jesus là đấng Kitô, Con Thiên Chúa và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Trong cái ý nghĩa lời kết của bài tin mừng hôm nay cũng là lời kết đầu tiên trong sách tin mừng Gioan. Trong cái ý nghĩa này thì chúng ta hãy ghi nhớ cái sứ điệp mà cái ý nghĩa của cái cấu trúc tin mừng chương 20 câu 1 tới 31 như đã đề nghị với anh chị em lúc đầu để củng cố đức tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô đấng phục sinh và là đấng duy nhất đem lại sự sống đời đời các môn đệ đầu tiên đã đón nhận hay là có một cái sự tin nhận và mầu nhiệm phục sinh qua các chứng cớ xác thực như ngôi mộ trống, như các băng vải liệm còn đó và nhất là qua kinh thánh rồi chính đức tin đích thân của maria magdala là cái chứng cớ sống động cho chính chúng ta những người tin bây giờ và đặc biệt là cái chứng cớ của một cộng đoàn môn đệ đức giêsu Xét như một cộng đoàn của những người tin, của những người yêu mến, của những người đón nhận Đức Giêsu Kitô là một chứng cớ hùng hồn cho niềm tin của chúng ta, cho đức tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đấng hằng sống. Và cũng vậy, đức tin đích thân của Tôma Didymo như chúng ta vừa xét đến là cái dấu chứng rất mạnh mẽ cho chính chúng ta bây giờ. Mỗi một người tin bây giờ lại trở thành một Didymos, một Toma theo cái nghĩa là người xác tín lòng tin, người nhận đã được tất cả quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa, người nhận được tất cả tình yêu mến của Thiên Chúa được trao ban cho chúng ta một cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Và vì vậy mà tất cả những chứng cớ đó trở thành những dấu chứng xác thực chứng cứ xác thực và rõ ràng cho đời sống đức tin của chúng ta. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em, kính chúc quý ông bà và anh chị em luôn được đầy tràn ánh sáng của Đấng Phục Sinh.